bại cần hạt then hét lệ, lè bại cần mò hăn đẩy thông linh, vạ bại đấng siêu nhiên. Sảng then hét lệ, lè trăng bại pi quá mà, nhằng mì then, xe bay biểu diễn văn nghệ, đẩy lai cần nát điếp, vạ trăng bại pi quá mà, đạ mì lai câu lạc bộ, hạt then đàn tính, rú trăng tỉnh, đẩy cái có, vạ vận tập luyện sường lì. Cọp phấn khẩu chướng chắp ao xe, bại lèo điệu then tính quỷ pèng, cúa tỷ phuông. Then, lè lèo điệu dân gian đây mạc của bị nọ cần tày Bắc Cạn. Cần tày xú nảy nghị cạ, bại cần hết then tín ngưỡng, lè cần mịch khả năng thông linh, phối tuyện đẩy sáu bại đấng siêu nhiên. Nhọc quẹn trang bại hoạt động văn hóa của cần tày Bắc Cạn tẩm tứ bừa cón, sai mê nả của bại thấy then. Tứ lệ khảo lườn mỡ, cầu bióc, tâu số tâu mình, kỳ yên giải hạn, thân lệ óc bươn khử lục đếch, cầu mùa hết phi sang. Phe pèn sấy then, cần hết then tín ngưỡng, leo mì căn số, vạ đẩy tâu táp tứ dòng họ. Cần mì căn số, tọ nắm mì dòng, ái pèn sấy then, le leo hết lục liện, khử sấy then nâng trắng đẩy. Xe tâu táp, bại say, nhàng lọ cạ sấy then, sẽ hết lệ cấp sắc, phong ấn cấp binh mạ, khử lục liện của lầu. Nghi lệ này đẩy lọ cạ lẩu then. Đệ tử được cấp khe đẩy cấp sắc. Lúc đấy vừa tì trắng đẩy tuyên bố tứ nảy tò bay. Hết then nghi lệ. Khe cháu cần pháp, phổ độ chúng sinh. Cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh. Then tín ngưỡng của cần tài Bắc Cạn nắm tan mị yếu tố của nền nghệ thuật tiền sai cấp mà nhằng phối khẩn nhân sinh quan vũ trụ quan trang tờ rồng của vị nọ cần tài. Then tín ngưỡng của cần tài Bắc Cạn đẩy hết bảng lai thình lai giường táng căn cầm của bại bài then xài chăn quén quẻ phối mửa tờ rồng vạ hết kinh của cần tài nèm quan niệm rồng bền lừ lè thân vừa quá tha cùng bệnh. Cùng bệnh lai thình nghệ thuật truyền thống then tín ngưỡng của cần tài đang chập lai khó khăn sau hí nắm nhằng chướng chắp, chướng dùng lai mửa lăng. Mì lòi dòng then, đạ nắm nhằng cần, re son tại tèo. Nhằng bại nghệ nhân hạt then mớ, pi nhằng ón. Nắm chắc lọ, vạ son đại liệu bại quỷ pèn, mửa chi thức, tứ bại nghệ nhân ké. Nảy lè giường chăn sau hí, tói sáu then cổ. Sau hí thông dục, sẽ nắm nhằng cần tờ chắp, vạ son đẩy. Cả này rú huyện chợ đồn mì chăn nội sấy then pi rong xiên thích chết khói bay cấp sắc hứ cần nâng rú xạ đại sáo vận xẹ son tại tèo hứ bại cần ái son xe chướng chắp dòng then cố. Cả này nhằng chăn nội cần chắc hết bừa cón cần ké mì lai cần chắc hết then tín ngưỡng. Cả này rú tỉnh Bắc Cạn bại nghệ nhân then tín ngưỡng càng phần càng nội bay nhỏ vẹn sảng khai bại lớp son tại cái có thành lập bại câu lạc bộ then văn nghệ lè lèo hết đây mửa chướng chấp son tại tèo bại quỷ pèn của then tín ngưỡng hử bại nghệ nhân ón mì sim vạ nắp điếp sáu dòng then cổ của dân tộc Tày tỷ phuông mái cạ pi đạ ké tọ lai cần vận dom thời gian phê son tức đàn biểu diễn văn nghệ xe hôn hỉ hơn trang tỉ mỉ hạt then đàn tính nảy đầy ngòi lè liều ra xe cần ké sổng mạnh lèng hôn hỉ vạ tròi bại pú mé xa thắp mửa văn hóa truyền thống xe chướng chắp son tại hử lục lan mửa lăng đạ tành bươn nâng quá mà ăn nơ rú lườn bảng lại tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Cạn tèo hăn mỉ tiểng khua khước tiểng đàn tính vạ điệu then im van rú nảy bại cú mé mì sim sảy nát điếp môn nghệ thuật truyền thống tèo chào căn son sáu căn cách tức đàn hạt then chăn cạ hôn hỉ.
Thế còn cái mục đích mà khi mà tôi tổ chức cái lớp này thì khói nát tình hát then đàn tính tắm nhạc em để tứ bừa tổ phố tham gia hội diện giao lưu bại làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Cạn bày tái ết pi song xiên nhỉ ết khói đầy tặng nghe đàn tính nâng tứ tỷ khói trắng tập vạ lăng pi nâng đã biểu diện tình sân khấu đáy giá những cái làn điệu của cha mẹ ông bà mình. Đến với cái lớp học thông đồng này thì trước hết là tôi có lòng đam mê đấy, ngắm son thôi nhong pen khói sang chắc tức đàn tính mình cũng là tọ bừa tình cần đai hát lè lâu hát nem thân lớp son nấy khói chăn cả hấn sắp xếp thời gian bay tập luyện lại cần rú tổ phố lâu ái bê tàu khe lọng liệt vì nọng hết nem say căn chướng chấp điệu hát then đàn tính của dân tộc Tày đã đáy UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Vừa tình tiếng đàn tính điệu hát then nặt nỉu là bại bú mé tiều han sim sảy bông ban và on ún hơn cùng quá bại lớp ron bại buổi tập bệnh này là mọi cần tiều han nắt điếp bại lèo điệu dân ca của dân tộc lầu hơn tiếng tính trầm bổng tứ tứng phím đàn nốt nhạc bệnh cả liều xa bổ khe bại bú mé lửng tây bại đửa đáp trang tờ sổng an văn đến hôm nay là gần một tháng. Lăng pừa nem son sớ bươn nâng khói đã chắc tức đàn tính lè bên lư thân nấy đã dạo đáy nhạc tọ sang lân mư ký lai khói chăn cả hứng nắc hăn tờ sống hôn hỉ và on uốn hơn sáu ngờ ngòn chướng chấp văn hóa dân tộc xe mại mửa lăng và rim sảy hứng nắc của lầu lai cần ké rú tỉnh Bắc Cạn đã và đang xảy căn tập luyện xe cầm then tiềm tính của dân tộc lầu đẩy chướng xe tứ tới nảy quá tới lăng mà mại tiêm bái pì nọng đã khảo sim chồm chương trình tạp chí dân tộc và phát triển bằng tiếng tài nùng của đài phát thanh và truyền hình Bắc Cạn phát tỉnh kênh VTV5 đài truyền hình Việt Nam chương trình thân nảy lè lẹo sau tuồng và hẹn chập tèo pì nọng khảo bại chương trình bảy lăng.